đến với hôm nay ăn gì? Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ gọi là có một cái tour đi ăn một vòng quanh Trung Quốc tại Hà Nội để xem là có những cái thành phố nào của Trung Quốc mà bán có món ăn tại đây là bọn mình sẽ đi thử hết. Ngoài ra thì trong cái tour này bọn mình cũng sẽ ăn những cái món mà hiện tại đang rất là trend, đang rất là hot, ví dụ như là lạp xưởng tươi Hà Khẩu chẳng hạn. Đúng rồi. Có những món còn lại là gì thì bây giờ chúng mình sẽ bật mí cho mọi người biết. Bây giờ thì đi thôi, let's go. Hôm nay ăn gì? Đây là quán đầu tiên của chúng mình, đó chính là quán bánh cuốn Quảng Châu ở 105D1 Trần Huy Liệu. Quán này thì có vẻ như là cũng là một trong những số quán khá là nổi khi mà mọi người nhắc đến bánh cuốn Quảng Châu thì phải. Mình rất là thích ẩm thực Trung Quốc là bởi vì mỗi lần mình ăn đồ Trung Quốc ấy thì nó sẽ có cái nước này mà mình rất là thích. Và đây là trà thảo mộc Trung Quốc, thì hình như là phiên bản Tết hay sao ấy, lo mình thường nó chỉ có hai cái chữ vàng ở đây thôi. Nếu mà để mô tả cho mọi người vị cái này thế nào thì nó giống trà bí đao ở sâm dừa kết hợp lại. Đúng rồi. Nên rất là ngon. Thế mà chúng mình đã gọi ra đây là có hai phần bánh cuốn Quảng Châu, một phần là cái tôm này đặc biệt, đặc biệt đó, và sủi cả và mì hấp. Đó. Thử từ đặc biệt trước xong xong. Đặc biệt là trông có vẻ đầy đặn hơn tôm ấy mọi người ạ. Này, wow. Ủa, em một cái miếng bánh cuốn này to nhỉ? To nhỉ? Trứng thịt bò hay sao ấy? Trứng, rau với cả thịt. To phết. Ủa, mình nghĩ là phải tách ra thì mới ăn được ấy. Mình hay ăn dim sum đấy mọi người. Thì trong đấy nó sẽ có một cái bánh cuốn. Thì cái bánh cuốn đấy nó sẽ, tức là cái vỏ của nó sẽ hơi dẻo dẻo dai dai. Ăn cảm giác nó như kiểu là ăn bánh bột lọc ấy, hơi hơn một tí thôi. Nhưng mà cái bánh cuốn thì nó lại này lại khác ha. Tức đúng là rồi. Nó vẫn có cái độ dẻo độ dai nhưng mà nó lại kiểu hơi bột bột. Cái phần vỏ bánh này thì mình nghĩ là nó khá là khác so với cái phần bánh cuốn ở Việt Nam. Nên là nó cũng khá là mướt, cũng khá là mềm nhưng mà nó sẽ dễ rách hơn đúng so rồi. Với bánh cuốn ở Việt Nam. Và nó cũng bột hơn nhiều đúng không? Kiểu hơi đặc đặc sệt sệt, hơi bột bột đấy. Cái phần nhân bên trong mình nó sẽ có một ít thịt à, một ít rau với một ít trứng. Hay là do mình không hợp món này ta nhưng mà mình thấy là cái phần nhân nó cũng, ý là nó chưa hòa quyện với nhau lắm mà. Đúng không? Thật ra hương vị của món này nó đến chủ yếu từ phần xì dầu ấy. Đúng rồi, đúng phần nước sốt. Phần hát xì dầu bên dưới ăn cùng. Nói chung là cũng hay. Nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn thích cái loại bánh cuốn ở trong dim sum hơn. Cái vỏ nó sẽ dai và dẻo hơn, nó không có cái cảm giác bột bột đâu. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang tôm đi, trông tôm phải có vẻ thân quen hơn đúng không? Ừ. Nói chung là mình có xem mấy cái video ở trên mạng cách người ta làm đấy là bằng đúng rồi, dàn ra một cái khay, siêu to hình vuông. Cái cảm giác giống như kiểu tráng hơn. Tráng cái gì nào? Đơ cái mặt ra luôn, xịt keo luôn. Đứng tim, chết lặng. Xịt keo. Đúng lý do tại sao cái miếng này to nhỉ? Nhờ. Phần vỏ này đúng là nó có dẻo và dai thật nhưng mà cảm giác mọi người ăn nó vẫn có cái độ bột bột và kiểu bở bở. Ăn được cái nhân tôm thì đúng là kiểu nó thân thuộc hơn hẳn ấy. Về cái phần nước sốt cả hai bên thì nó đều là cùng một loại, nó sẽ kiểu hơi thiên mặn một chút xíu. Nó khá là thơm. Nó hấp sủi dầu luôn. Tổng đây thì mình cảm giác là tôm đông lạnh luôn, nó cũng không có gì là quá đặc biệt lắm. Phần nước chấm bên này mọi người hơi ngọt ngọt và nó dậy vị hơn hẳn luôn ấy. Nên là nếu mọi người ăn thì có thể chấm thêm cái này thì ăn nó sẽ kiểu cảm giác đưa miệng hơn. Nhưng biết sao không? Cái đấy là dành cho món này. Thế thì nếu như mà không có cái bát này thì nó sẽ thấy nó hơi bị nhạt. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Hơi nhạt. Tại vì kiểu nhân của nó đầy quá đi. Ừ. Sự cả là món yêu thích của mình đúng không? Còn một suất này là sẽ có 7 miếng sủi cả. Rất thích món sủi cảo nói chung. Nhưng mà mỗi lần mình ăn sủi cảo ở một quán Trung Quốc tại Hà Nội thì đều ra những cái vị khác nhau. Có thể là đây là quán Quảng Châu nên cách nấu của họ khác nhá. Nhưng mà đợt mình đi ăn ở Mà La chỗ gần Bách Khoa ấy, thì ở chỗ đấy bán đồ xiên đứa Trung Quốc. Thì cái vị của nước phần sủi cảo này nó làm như kiểu em cảm giác như kiểu một người ăn canh bí Việt Nam ấy. Tại vì nó có tôm, xong rồi nó có một ít rong biển siêu ngon. Còn ở đây thì nước của nó sẽ thiên về kiểu canh rau cải luôn. Đúng không? Bởi vì thế như là cũng được nấu từ cái nước của rau cải mọi người. Đây, rau cải này. Thì nó thanh hơn khá là nhiều. Đó. Đây là một miếng sủi cảo nên mình thấy cũng khá là to so với những cái miếng mình thường mình hay ăn nha. Phần nhân cũng khá là nhiều ấy chứ nó không kiểu độ nhân. Ê thử nhân đi. Nhiều rất thịt đậm vị. Rất đậm vị ấy. Ngoài thịt ra thì sẽ có thêm một ít cà rốt với cả là bắp cải. Món này ngon nha. Chấm với cả cái xì dầu này rất ngon. Mình nghĩ là hầu hết thì các cái món sủi cảo với bánh cuốn đây thì họ sẽ kiểu làm cái thanh thanh nhạt nhạt thôi ấy. Nếu mọi người muốn ăn kiểu đậm hơn một chút thì chắc chắn là phải chấm lên nước chấm nhé. Đúng rồi. Nhưng mà món này ưng nha. Thật ra không biết là do mình thích ăn sủi cảo hay là nhân ngon. Sủi cảo ở đây nó sẽ khá là dày cái vỏ. Chứ nó sẽ không kiểu mỏng mỏng và dẻo dẻo đâu. Nó sẽ dày và đặc hơn rất là nhiều. Cái này thì gần giống với cả ramen của Nga. Sang món cuối cùng nó chẳng món mì hấp. Chúng mình gọi đây là mì hấp thịt. Thịt trứng. Thịt trứng. Ok, bây giờ cứ thử một sợi mì trước xem nó có vị không nhá.
Ô thịt đây là nó kiểu đông thành tảng như này thôi sao? Ồ, tao cũng hơi bất ngờ. Hối hận chưa? Rồi, tới công chuyện này. Bánh không xa của tao đâu. Mọi người biết sao không? Mình ăn giống mì miniket nhưng không nước lẩu. Kiểu, chỉ là mì miniket ý. Phải là một cái lời khen cho thịt đây, bởi vì là thịt nó hấp không quá là bị khô nha. Ăn vẫn rất là ẩm, chỉ là nó không được nêm nếm gia vị gì thôi. Nhưng mà ăn cảm giác món này hơi... Ê, hình như là mình phải đổ cái này lên này mày. Ừ, đúng không? Ừ, tại vì cái này hình như là kiểu gần như là chưa được nêm nếm qua gì hết á. Một ít chứ, xíu nhé. Một ít thôi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ thử lại, bọn mình sẽ reset lại hương vị. Nào. Không khác gì. Đúng rồi. Cảm giác khẩu vị của quán này sẽ kiểu thêm về thanh thanh ấy. Đúng rồi. Nếu mà ai muốn ăn mặn thì nên thêm nước chấm. Về mức giá ở đây thì... Nói chung giá ở đây sẽ ra tận từ 35 đến 65 nghìn. Uh-huh. Tầm giá trung bình cho những quán kiểu gọi đồ Trung Quốc kiểu khay nhỏ nhỏ như này. Đó. Còn... với chúng mình nó cũng không quá đắt nữa, cũng không quá rẻ. Cũng khá là hay để cho chúng mình kiểu trải nghiệm nhiều món mới. Đúng rồi. Đó. Còn không gian quán thì ok nha, rộng rãi, thoải mái. Bọn mình ngồi đây có cả bàn 2 nhá, bàn 4, bàn 6 cũng có. Còn về hương vị món ăn thì có thể là do bọn mình không hợp nên bọn mình thấy không quá là ấn tượng. Nhưng mà lâu lâu đổi bữa, kiểu khi nào mọi người thèm cái vị xì dầu các thứ ấy thì mình nghĩ là cũng nên thử. Cho mình sẽ chấm cho quán này 7.25. Sang quán tiếp theo nhá. Tuổi nhỏ đặc quyền to, Cellphonet khao mời học sinh sinh viên toàn quốc chương trình giảm thêm 5% áp dụng cho các ưu đãi hiện đang có cho toàn bộ sản phẩm. Đặc biệt, trợ giá laptop đến 3 triệu đồng khi thu cũ lên đời. Có thẻ học sinh sinh viên, có giảm, bạn chưa tin, check ngay link ở dưới comment nhá. Rồi, đây là quán thứ hai, món thứ hai của chúng ta là lạp xưởng nướng đá, gần đây khá là hot. Chị xong game là chị ăn trên Bảo Khánh. Mình đã từng ăn ở Chùa Láng. Còn mình là ăn ở Bạch Mai. Đúng rồi, mình ăn ở Bạch Mai rồi mà mình gọi về. Đó, bây giờ bọn mình sẽ so sánh dựa trên cảm nhận đấy. Nhưng mà điểm khác ở đây là ở đây sẽ có thêm một cái sốt mắm tỏi nha mọi người. Sốt này nhìn như kiểu cái sốt chấm hoa quả ấy. Họ với cái sốt mắm tỏi này thì họ sẽ rắc thêm, vẫn bỏ thêm một ít bột ớt ở bên trong nữa. Cảm giác là ở đây họ nướng sẽ non hơn. Đúng rồi. Các cơ sở khác, nó các không... cơ sở khác là màu nó sẽ đậm hơn mà đôi khi nó sẽ sáng cháy cháy. Nhưng mà ở đây thì sẽ là hơi vàng vàng như này nè mọi người. Em thì em sẽ thích ăn kiểu xém xém cháy cháy hơn ấy, ăn kiểu thơm hơn với dậy mùi hơn. Không, mình sẽ thử luôn mắm tỏi nha. Đúng là nên nướng kiểu kỹ hơn một chút xíu nữa. Đúng không? Thì ăn nó sẽ kiểu chắc hơn đấy. Mặc dù là kiểu cũng cùng là gần như một loại đấy. Thế nhưng mà với hương vị mình từng ăn thì nó cũng hơi khác khác nhẹ ha. Anh biết khác ở đâu không? Nó khác ở cái muối này. Nếu như mà ở Bảo Khánh hoặc ở Bạch Mai thì cái muối của họ sẽ là hơi có vị ngọt nhiều hơn. Còn ở đây là nói chung hẳn một loại muối khác. Cái muối này tên là Quy Hông. Thế đó? Chị ăn cái muối này rồi, chị biết tên của nó. Cái này thì sẽ cay hơn và đậm hơn. Về cái phần sốt mắm tỏi ấy thì nó sẽ kiểu thiên về vị chua và vị mặn nhiều hơn ấy. Chứ nó không quá là ngọt giống như kiểu mình kỳ vọng lắm. Em mình thích cái bột này ở đây hơn trong nha. Muối. Đúng không? Cái muối ngon hơn. Đúng rồi, ngon hơn hẳn luôn. Chỉ là cái phần này, phần lạp xưởng thì mình vẫn muốn nó được kỹ hơn một tí nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì đỉnh nha. Em thấy là nó ngon, nó kiểu tê rõ và kiểu nó đậm hẳn ấy. Cái này là cái em chấm ở hàng thùng đó. À, mình kể mọi người nghe một câu chuyện. Cái quán mà bọn mình quay ở trên hàng thùng đấy là nó đã bị sập tiệm. Ủa, tại sao? Chuyển hướng kinh doanh, người ta sang hẳn Trung Quốc. Ủa. Ý là đấy là một trong số những quán mình khá là thích trong cái số quay tô tê cay, nhưng mà rất tiếc là đã bị sập tiệm. Xong bây giờ tìm lại được hương vị này ở đây. Cái đấy ngon thật nha, nó chỉ là rất cay. Từ khoan, em phải đẩy nó lên đã. Cái chấm cái gì? À, đúng là về cái phần lạp xưởng này nó đúng là kiểu vẫn là một nguồn thôi ha. Nó vẫn kiểu ngọt ngọt này, nạc mỡ đang xen. Thế luôn là nếu mà nướng cháy xém mất ăn ngon hơn hẳn luôn ấy. Cho 6.5. Thế thế. Oh my god, what is that? Oh my god. Eo, cô bé xịt khoáng. Thực ra là cái lúc mà mình ăn cái món này ở chỗ khác ấy, thì mình không ưng lắm. Nhưng mà mình thấy nó vẫn là một trong những cái hot trend đáng giá nhất của năm nay. Đúng rồi. Tức là so với bánh đồng xu phô mai lần đầu tiên mình ăn bị thất vọng này, hay là trà xương nướng Vân Na là mình bị sai trà, thì mình cảm thấy là đây là món xứng đáng hot nhất trong năm nay. Trà danh giã tay cũng ngon. Đây mình sẽ ăn món tiếp theo. Đấy là bánh bao su su Thượng Hải. Thế nhưng mà ở đây thì sẽ không được ngồi tại chỗ ăn nhá, mọi người phải mua mang đi. Đây chúng mình đã ra món bánh bao Thượng Hải với ba vị.
Nên hôm nay mình đã ăn Quảng Châu, Hà Khẩu, Thượng Hải. Kinh thật. Trong cái hình thức của bánh bao này rất là xinh nha mọi người. Nó có màu trắng này, màu đỏ, màu xanh. Và ngoài ra thì mình cảm giác là họ nặn cái vỏ ấy rất là khéo và rất là chỉnh chu. Trông nó dày dặn mà nó không bị vỡ nứt ở đâu cả. Thì bọn mình gọi ra ba vị, tức là ba vị của quán luôn. Là sẽ có lục thanh bao là cái vỏ xanh lá cây này. Tiếp theo là có vị mới nhất, đấy là vị tứ xuyên. Còn đây là vị truyền thống. Về cơ bản thì cái bánh bao này nó sẽ là mọi người nặn bột xong rồi cho vào cái chảo dầu chiên trước một mặt đấy. Sau đấy là úp cái phần nó nắp lên để hấp nốt cái phần còn lại. Nên là đáy dưới nó sẽ giòn, còn bên trên thì nó sẽ dẻo dẻo dẻo. Bọn em gọi combo này là 88.000 8 chiếc. Nhưng mà 11.000 một chiếc. Nói chung là quán thì có khá là nhiều các loại combo cho mọi người chọn, như kiểu là combo mix 2 vị hoặc là mix 3 vị cho chúng mình ấy. Em sẽ thử vị tứ xuyên đi. Thế à, thì em sẽ matcha nhé. Nhưng mà mọi người phải cẩn thận nhé, bởi vì bên trong này nó sẽ có nước. Nên mọi người phải cẩn thận không bị bỏng. Đây mọi người nhìn cái đế này. Đó. Xinh ghê. Sao của em trông nó to đột biến vậy nhỉ? Bước 1 là chị cắm một miếng nhỏ xinh. Hút nước. Xong bước 2 là hút nước. Ok. Rất là ngon. Nước tứ xuyên này mình cảm giác như kiểu là mọi người ăn lẩu mala mà đến cuối nước, cuối nồi rồi mọi người thì nó sẽ đậm như thế và vị nó cũng sẽ nàn nàn như vậy. Cay tên nồng nàn luôn. Vị nước của cái lục thanh bao đấy y hệt vị nước sủi cảo lúc nãy, nó là kiểu của nước rau cải ấy. Thế á? Phần đế siêu giòn nha, mọi người nhìn nhau của mình bên trong này. Nhưng cảm giác là họ vừa rán được phần đế và họ vừa hấp ấy này, nó vẫn giữ được cái độ ngọt với cả độ tươi bên trong. Nhân siêu thơm luôn mọi người ạ. Quá là ngon đấy. Không phải nhân kiểu đầy đặn luôn đấy, cái phần vỏ bánh kiểu rất là mỏng thôi. Còn phần thế là bên nhân ở bên này, trong này. Đấy là mình xuất bao nhiêu là nhân này. Lúc đầu nghe giá 11.000 một cái này mình thấy là cũng hơi cao đấy, vì trông nó cũng nhỏ xinh ấy. Nhưng mà về nhân bên trong mà thịt nó cũng đầy đặn như này thì mình nghĩ là 11.000 cũng ổn. Mà rất là đẫm nước nha mọi người. Mình đã cắn một lỗ nhỏ và đã hút rồi. Thế nhưng mà nó cũng còn rất nhiều luôn ấy. Ngon. Mà nó bị quá cay không? Thử đi. Không. Đậm đúng không? Cay thì sẽ cay tể cuống họng thôi. Cái này là sẽ là cay sâu với những người không ăn được cay thôi. Còn với những người ăn được thì mình nghĩ là nó không quá cay. Vị cay nó cũng không quá nồng nữa. Còn cái vị lục thanh bao ấy đúng là vị của rau cải luôn ấy. Full là rau cải luôn. Wow. Đây là lần đầu tiên mình ăn món này là mình rất là bất ngờ nha mọi người. Tại lúc đầu mình nhìn thì mình thấy là mình nghĩ là có vẻ nó sẽ kiểu giống như cái món bánh hấp ấy. Mà mình cũng không thích ăn vì những món đấy hơi nhạt nhẽo. Nhưng mà mình ăn món này rất là bất ngờ. Ở đây thì mọi người có thể cho thêm dầu ốt với cả là cái giấm gạo vào để thưởng thức. Nó hơi có vị chua chua nhẹ nên mình không thích lắm. Nhưng mà ăn như thế này ăn không thì rất là ngon. Ừ, đúng rồi. Đó, còn vị này thì là vị cơ bản này. Ngon. Ê, phần nước của cái này ngọt hơn hẳn luôn nha. Ngọt vị ngọt thịt ý. Nói chung là về cái chất lượng của phần nhân bên trong ý thì nói chung là nó rất là đồng đều. Của các vị thì vị nào nó cũng tròn vị hết á. Vị này thì nó sẽ kiểu thiên về thịt nhiều hơn, nước này nó chỉ có thịt thôi. Đó. Vị cơ bản nhất luôn ấy. Đúng rồi, bên trong nó vẫn rất là juicy nha cả nhà. Nhờ nước cái này siêu ngon. Ờ đúng nha. Chứ rồi mình lại thích vị này nhất luôn ý. Cơ bản nhưng mà ngon. Trong ba vị này mọi người thích vị nào nhất? Mình thích vị truyền thống nhất. Đúng, thích vị truyền thống nhất. Ăn nó ngọt hơn. Đánh giá cao cái phần bánh truyền thống này hơn vì là nó ngọt và đậm của thịt ở trong cái phần ướp rõ hơn. Tổng kết lại số hôm nay nói chung là nó cũng từ các món ăn cũng từ kiểu trung bình khá trở lên ha. Quán đầu thì phải cân nhắc. Quán đầu thì cũng hơi xì keo chút xíu nhưng mà hai quán sau là chỉ khá là ok. Ở Hà Nội thôi là mình cũng có thể đi ăn được vài tỉnh của Trung Quốc rồi. Hà Khẩu này, có Quảng Châu này, có Thượng Hải này. Mình thấy là hiện giờ các quán ăn vặt ở Trung Quốc tại Hà Nội khá là nhiều và mình thấy là họ khá là thành công trong cái việc mà đưa ẩm thực của Trung Quốc về. Mình biết là ẩm thực Trung Quốc là thường là những cái món rất là cay hoặc là rất là đậm đà. Thế nhưng mà ngày hôm nay mình đã trải nghiệm cái quán này đều thấy là những cái hương vị của nó rất là ổn và rất là khá. Đây có thể là một số những cái kiểu trải nghiệm mà mình recommend cho mọi người có thể thử theo. Ngoài ra các bạn biết quán ăn vặt Trung Quốc nào là quán tủ các bạn thì đừng ngại ngần comment bên dưới cho bọn mình nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì nhá. Rồi thì bye bye. Hôm Nay Ăn Gì.